Bị trĩ làm gì cũng khó. Có Tottery, nguồn gốc thảo dược giảm đau rát, cầm máu, cò búi trĩ, làm bền vững thành mạch. Không dùng Tottery cho phụ nữ có thai, người cao huyết áp. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tottery cho người bệnh trĩ. Sản phẩm của Trafaco. Come here. Ông có đi được không? Trời ơi, tôi tới giờ ăn cơm rồi còn kêu ba đi đâu nữa. Ba con mấy bữa nay bị táo bón, không có đi được. Ba ném về chạy gì chứ đi gì nữa. Suốt ngày văng nó giỏng trong cái nhà cậu cho tôi luôn đi. Lên mà xuống à. Vậy đó. Thôi ngồi ăn cơm đi. Má mày lúc này hết thương tôi rồi. Cái sao gì vậy? Sao vậy? Tôi không thích ăn rau luộc, răng không còn. Mà cứ ngày nào cũng luộc rau sáng, rau luộc chiều, luộc rau sáng, rau luộc chiều, rau sáng được. Thì khổ ghê á. Cái bệnh của ông á là tôi đi hỏi khắp nơi rồi. Người ta nói là không có ăn dầu mỡ nhiều. Chịu khó ăn rau luộc vô đi. Ừ, vậy mới tốt. Thế má còn thương ba ghê không? Người ta tư vấn người ta nói rau cũ, má phải luộc rau chứ không có cũ. Nó mới nhớ mẹ má, má có luộc một dĩa khoai lang cho chút nghe. Má cũ thiệt luôn hả? Ừ. Trời ơi nè, của gì vậy ba? Không con, cái này là chất siêu dẫn. Chất siêu dẫn là gì? Là mình uống vô mình ăn cơm nó dẫn ghê lắm. Nó dẫn con, nó dẫn, nó dẫn con. Hả? Cái gì vậy? Không. Để tôi coi, cái gì vậy? Chất siêu dẫn. Trời ơi, thuốc. Còn rượu nữa hả? Rượu mà rượu. Toàn là cái chất cay không hà. Không có tốt cho rượu không biết không? Thuốc, thuốc, thuốc. Thuốc mà, chất siêu dẫn mà. Nó siêu dẫn. Trời đất ơi, cái gì mà? Siêu dẫn gì mới hấp vô một cái muốn chào đảo mà siêu dẫn cái gì? Má vậy sâu quá. Không biết làm sao đó. Có siêu dẫn siêu gì hết. Ngồi xuống ăn cơm đi. Nè rau luộc vô, rau lang vô, cái này rất là nhuận trường, ăn dùm cho tôi nha không? Vậy đó hả? Nên là bác sĩ nói phải không? Ừ, bác sĩ nói. Bác sĩ nói thì phải gắng ăn con ơi, ăn đi con. Ăn chất này phải không? Ừ. Rồi. Ăn vô đi, ăn cái đó nhuận trường dữ lắm đó. Giờ tôi ngán cơm mới gâu không có răng không có này. Ngày mai á lấy máy xay sinh tố á con, xay một ly rồi ba uống luôn. Ôi, xin đốt khoai lang luôn hả? Ừ, chứ ba không có răng đâu mà nhai. Ủa, sao uống được nữa? Ăn đi, nhiều chuyện quá à. Ui da. Sao vậy? Sao vậy ba? Chắc bao đi xuất cảnh quá con ơi. Xuất cảnh đi đâu? Ui da. Nữa hả? Đi nữa hả? Trời ơi, thiệt khổ ghê vậy đó. Trời đất ơi, sao giờ ăn uống rồi sao còn đi xuất cảnh hoài trời? Đó, bây nhìn ba đây đi mà gương đi con. Hết chịu nổi à, suốt ngày cứ ớt nè, rượu nè. Bây giờ đó, ăn cũng không được thấy không? Thì khổ ghê vậy đó. Trời đất ơi, sao nói bữa ăn nè cũng có khoai lang luộc mà không thấy gì hết trơn vậy trời. Kiểu này chắc tiêu quá. Ôi trời ơi. Wow. Trời ơi. Ủa con. Ôi, bị sao vậy? Ông, con nó bị sao vậy? Mẹ. Sao? Sao nay mẹ không có nấu khoai lang luộc hả? Ủa? Sao cần khoai lang luộc nữa? Bộ đây cũng táo bón hả? Trời, con cũng biết nữa mà bị thấy... sao? Nói mẹ nghe coi bị sao. Thấy mấy bữa nay á nó thốn thốn, nó khó chịu, đi không có được, rồi nhiều khi con mạnh quá cái nó đau, đau lắm. Ôi chết rồi. Vượt qua mặt trận đặng ba dèo dèo. Ủa lần sao ba? Thôi rồi lượm ơi đó. Lần sau? Nè nè. Trời ơi thôi chết rồi. Vậy là bay bị bệnh giống ba bay rồi đó. Thôi. Ba mẹ đừng có lo. Cái này chắc là táo bón thôi mà thôi để tí. Con chạy ra tìm thuốc tây á. Ở con mua viên thuốc về. Uống cái là đi phèo luôn à. Không có phải táo bón, bị trĩ đó. Ba bay nè, mới đi khám về bác sĩ nói ba bay bị trĩ cấp độ 1 á. May là đi chữa trị sớm đó nghe, chứ không là chết. Bay cũng lo đi khám đi chứ sao mà nhìn thấy giống ba bay quá vậy hả? Trời ơi, nói vậy là con không phải bị táo bón mà là con bị trĩ à. Nè, trời đất ơi. Nè, đi ngồi vậy ăn cơm nè, thấy chưa? Trời ơi, chết con rồi. Trời ơi. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe. Kính thưa quý vị, hiện nay bệnh trĩ là một bệnh khá phổ biến, đặc biệt là đối với những người đang làm việc văn phòng, bởi vì đây là những người thường xuyên ngồi nhiều mà vận động ít. Và khi mà chúng ta bị mắc bệnh trĩ thì thường để khá nặng mới phát hiện ra. Và ngày hôm nay chúng tôi có mời đến chương trình Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Văn Quang, Phó trưởng Khoa Y Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ sẽ chia sẻ cho chúng ta cách phát hiện sớm và điều trị đúng cách bệnh trĩ. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện sớm bệnh trĩ và những nhóm người nào thì sẽ có nguy cơ bị bệnh trĩ cao hơn ạ? Đầu tiên với cái nhóm mà không tuân thủ theo chế độ ăn uống cho đàng hoàng. Nhóm nghề thứ hai là người ta không chủ động mà để đi vệ sinh đúng giờ. Nhóm thứ ba là vì nghề nghiệp cứ phải ngồi lâu, đứng lâu. Nhóm nghề mà cứ phải ngồi xổm.
Thế làm sao mà biết được để mà phát hiện sớm? Thì đầu tiên của triệu chứng trĩ mà người ta sợ nhất đó là đi tiêu ra máu. Cái triệu chứng thứ hai của trĩ là đi cầu có gì lòi ra ở hậu môn. Triệu chứng thứ ba là đau. Đau do một cái cục nào nó sưng ở hậu môn. Với những triệu chứng vừa nói này, đi khám bác sĩ. Thưa bác sĩ, nếu chúng ta không phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh trĩ thì sẽ gây ra những biến chứng gì ạ? Cái biến chứng đầu tiên của trĩ là chảy máu. Có nhiều người vào viện với một cái thể tạng thiếu máu rất nặng chỉ vì bị chảy máu, bị trĩ không có điều kiện đi chữa. Biến chứng thứ hai đó là bị tắc mạch. Tắc mạch tức là khi tự nhiên thấy ở hậu môn đó, có cái cục nó sưng đau lên. Thì biến chứng tắc mạch tại chỗ thì không sao, nó chỉ đau thôi và lấy khó chịu. Nhưng mà cái nguy hiểm của nó là chẳng may cái máu đông ở trong đó. Tắc mạch tức là do cái búi trĩ nó ứ xong rồi đông máu lại. Thì cục máu đông đó chẳng may nó mới bay ra khỏi cái tĩnh mạch. Nó bay vào trong tĩnh mạch chủ, nó về tim. Rồi từ tim nó bơm lên phổi hoặc lên não. Thì cái đó là nguy hiểm. Cái đó gây tai biến của não, có thể nhờ nhồi máu phổi, nhồi máu cơ tim. Cái đó là nguy hiểm hơn. Biến chứng thứ ba là nhiễm trùng. Dựa trên cái khối tắc mạch nó sưng đó, không điều trị cho nó hết đi, bắt đầu nó mới lở loét ra nhiễm trùng. Và từ nhiễm trùng đó nó có thể những biến chứng nặng hơn, thậm chí có thể nhiễm trùng toàn thân, nó gọi là nhiễm trùng huyết. Thưa bác sĩ, nếu chúng ta không điều trị đúng cách bệnh trĩ thì sẽ gây ra những biến chứng gì ạ? Cái điều trị không đúng cách mà cần lưu ý ở đây là, thứ nhất là không đến bác sĩ mà tự điều trị, đó là không đúng cách rồi. Cái thứ hai, bệnh nhân điều trị không đúng chỉ định, bệnh này thì cần mổ rồi mà cứ điều trị nội thì đương nhiên sẽ mất máu, sẽ bị biến chứng này biến chứng nọ. Hoặc là bệnh này chưa cần phải mổ mà đi mổ thì bệnh nhân có thể bị hẹp hậu môn. Ngay những cái điều trị thủ thuật và phẫu thuật thì nó có mấy biến chứng sau này nó nguy hiểm. Biến chứng thứ nhất đó, là mình cắt trĩ mà quá lố đi thì nó mất đi cái phản xạ đi cầu. Ngoài cắt trĩ ra thì do đắp thuốc. Chúng mình biết cái lỗ hậu môn mình thế này, mình đắp thuốc, nếu mà như các thủ thuật người ta chích ấy, thì người ta banh ra, xong người ta chích đúng cái chỗ đó thì chỉ chỗ đó nó bị teo thôi. Còn nếu chúng ta đắp thuốc là cả nguyên cái khối này, thường thường là chất nó gây hư hoại tế bào, tức là thường acid ấy, đắp luôn vào và không chỉ búi trĩ bị mà tất cả những cái chỗ phần khác nó cũng bị. Và như vậy thì toàn bộ cái niêm mạc của vùng hậu môn nó bị tiêu hết và nó lành lại là ở tư thế hẹp hậu môn. Cái thứ ba là một số thủ thuật có thể gây biến chứng khá nguy hiểm nếu chúng ta làm không cẩn thận. Trong đó có thủ thuật là chích búi trĩ hay là cột búi trĩ. Nếu chúng ta chích quá lố thì nó gây hoại tử và tạo thành áp xe, tạo thành những cái biến chứng nhiễm trùng do hoại tử khác. Và cái cuối cùng đó là chúng ta không cắt hết các cái trĩ thì cuối cùng bệnh nhân cứ đau khổ, cứ hết nửa bên phải xong bắt đầu nửa bên trái lại bị tiếp. Thưa bác sĩ, hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều loại thuốc hỗ trợ về điều trị bệnh trĩ. Vậy bác sĩ có thể cho quý vị khán giả lời khuyên làm cách nào để có thể lựa chọn được loại thuốc tốt để điều trị hiệu quả bệnh trĩ? Ngọc Trúc hỏi một câu rất là hay. Điều trị nội khoa là dùng thuốc đương nhiên, nhưng điều trị ngoại khoa thường vẫn phải kèm theo một số thuốc hỗ trợ, nhất là bền thành mạch. Thứ hai, làm hoạt huyết, tức là cho máu huyết lưu thông cho tốt. Thứ ba là nhuận tràng. Tốt tri tôi thấy cũng nhiều người xài. Cơ bản trong đó nó có mấy chất, nó làm cho máu lưu thông lại, cho dễ dàng tháo mở những cái chỗ tắc của mạch máu, nhất là những cái vùng mà đang sưng như vậy. Cái thứ hai là làm cho bền cái thành mạch lại và có một phần ở đó cho nó nhuận tràng. Thì cả ba cái đó thì hầu như đó là nguyên tắc chính của tất cả các thuốc điều trị trĩ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Kính thưa quý vị khán giả, thông qua những chia sẻ vừa rồi của chương trình thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị khán giả đã có thêm thông tin và kiến thức để chúng ta có thể phát hiện sớm cũng như là điều trị đúng cách và tránh biến chứng của căn bệnh trĩ. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau. Pottery điều trị hiệu quả trị cấp, ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát. Sản phẩm của Trafaco. Bị trĩ làm gì cũng khó. Có Pottery, nguồn gốc thảo dược, giảm đau rát, cầm máu, co búi trĩ, làm bền vững thành mạch. Không dùng Pottery cho phụ nữ có thai, người cao huyết áp. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Pottery cho người bệnh trĩ. Sản phẩm của Trafaco.